Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống ở Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của Ngọc Quyền ở Trà Lách, Bến Tre. Xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây cúc thọ hương, cây giáng long, hàng già mùa của chú anh chị ha. À, có một số cây dạo Thủ Đức kép liền cốt 4 mùa luôn nha cô chú anh chị. Thích hợp cho quý cô chú mình mua số lượng về trồng đất luôn ha. Thôi em xin phép được vô clip luôn ạ. Xin chào Ngọc Quyền ơi. Dạ em chào chị, em mến chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng của kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. À, em là Ngọc Quyền. À, hôm nay thì trở lại kênh em xin giao lưu mình một số mai mình đa phần là em đã rôm tàn rồi lặt lá nách hết rồi ha, mình chỉ về mình giữ mình chơi Tết thôi. Số điện thoại giao lưu của em là 0368274590. Em có xài Zalo số đó luôn. Mở đầu em là cây 1H. Là một cây cúc thọ hương hàng già mùa. Thân lắc luôn quý cô chú anh chị ha. Già mùa cái chột ghép bằng ngón trỏ luôn rồi quý cô chú anh chị. Tàn toàn đều hết rồi nha cô chú anh chị. Hàng già mùa đều tàn mà đế thì có nở đế luôn ha. Rồi xin số đo luôn nha bà chủ ơi. Mình thân là 21,5 nha. Chiều cao là 82. Tán ngang là 69. 1H này em giao lưu giá là 2,5 triệu em bao ship. Yeah, 2,5 triệu hàng cúc thọ hương già mùa nha cô chú anh chị. Cái này Tết mình chặn dây cái nó kéo tàn bung bự lắm luôn nha. Mã số 2. 2H cũng là một cây cúc thọ hương hàng già mùa nha cô chú anh chị. Giáng long lót lượng luôn nha cô chú anh chị. Cái này có củ đế đẹp ha. Chọt ghép là cỡ từ cái điếu thú ăn lên nha quý cô chú. Rồi, củ đế là gom một củ cho bá nữa luôn ha. Mình thân là 18. Lên rồi. Củ đế đặt là 49. Chiều cao là 84. Tán ngang là 60. Mã số 2H em giao lưu giá là 1,6 triệu em bao ship. Dạ, 1,6 triệu. Cúc họ hương già mùa nha cô chú anh chị. Số 3. Số 3. 33H. 3H nha cô chú anh chị. Cây này chọc ghép trà bá nữa luôn á cô chú anh chị. Mình số 3H cũng có... là một cây cúc họ hương hiền già mùa đôn tàn luôn. Bốn bo đây nè. Cái này cũng ra tàn dược dài toàn đều ha. Về mình cũng hơi lấy bo được luôn. Dạ, đế củ đế gom cũng ha. Mình là 13,5. Củ đế đặt là 42. Chị cao là 92. Tán ngang là 60. 3H này em vô lưu giá là 1,2 triệu bao ship. Dạ 1,2 triệu. Cúc thọ hương hàng già mùa nha cô chú. Củ đế đẹp lắm nha cô chú anh chị. Số 4. 4H cũng là một cây cúc thọ hương hàng già mùa em đôn tàn lại luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cái này lùng lực nha cô chú. Mình thân lùng lực sát lớn ha. À, ghép hiếp hôi mai vàng sát lớn củ đế luôn à. Hoành là 28. Rễ là 52. Chiều cao là 77. Tán ngang là 67. Mã số 4H em giao lưu giá là 1,5 triệu. Dạ 1,5 triệu. Tàn toàn đều luôn nha cô chú anh chị. Mã số 5H. 5H cũng là một cây cúc họa hương. Tàn cũng tròn khá đều ha. Có cái gọng chữ C này cũng có duyên lắm nè. Thân mắt già mùa luôn cô chú anh chị. Rồi em xin số đo nữa ha. Hoành là 16. Chiều cao là 85. Tán ngang là 64. 5H giao lưu giá là 1,2 triệu em bao ship. Nhà cúc thọ hương già mùa 1,2 triệu. Mã số 6. 6H. 6H cũng là một cây cúc thọ hương hàng già mùa hơn lắc lượng luôn nha. Cây tàn hông luôn quý cô chú anh chị nha. Đầu ghép trên đầu nó cũng
ngừng liền ha. Có cái gì bằng yếu thuốc, có cái bằng ngón tay út em mang lên hết nha. Có củ đế đâu ha. Rồi là 14,5. Củ đế đặt là 33. Chiều cao là 97. Bán ngang là 50. 6H này em giao lưu giá là 1,6 triệu em bao ship. Dạ, 1,6 triệu em nhỉ. Cây tàn thông thông đắt em biết cho anh chị. Và số 6. Số 7. Số 7. 7H. Cũng là một cây cúc thọ hương hàng già mùa nha cô chú anh chị. Dạ, thân rất lượng luôn hết cô chú anh chị. Có củ đế luôn ha. Cây này mình ghép chỉ có 3 năm bo thôi cô chú anh chị mà tàn ngon lành. Nhìn mình đem dèm dưỡng chơi Tết là đẹp lắm nha. Còn là 15,5. Dạ, củ đế nào đặt luôn á cô chú anh chị. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 70. 7H này em giao lưu giá là 1,5 triệu em bao ship. Dạ, 1,5 triệu. Cúc thọ hương cô chú anh chị. Dạ, số 8. 8H. Cũng một cây cúc thọ hương hàng già mùa luôn ha. Dạ, cây phơm để bàn nha cô chú anh chị, thân lắc luôn nha. Đều tàn luôn á cô chú anh chị, cây mình ghép nhỏ gọn để bàn ha, thân cũng lắc lượng đẹp lắm. 4 bò. Còn là 11. Chiều cao là 58. Tán ngang là 49. 8 hết hạn giao lưu giá là 800 em bao ship. Dạ 800 thôi thì có chị mã số 8. Mã số 9. Một cây cúc thọ hương hàng già mùa luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cúc thọ hương ghép với phôi mai vàng sắc lớn luôn nha cô chú anh chị nha. Cây hiện tại thì đang ra cơ đọt non bút ruột nha cô chú. Mình ghép được 4 chục ghép thôi nha. Còn là 32. Cái hoành củ đế dưới đây là 36. Chiều cao là 73. Tán ngang là 66. 9H này em giao lưu giá là 1,2 triệu em bao ship. Đã rồi, 1,2 triệu. Mã số 10H. 10H là cũng là một cây cúc thọ hương hàng già mùa luôn nha cô chú anh chị. Trực lắc cô chú anh chị ha. Chọc ghép là cỡ từ cái điếu thuốc ăn lên hết trơn luôn rồi. Có cái rễ, cọng rễ bự ha. Thân lắc mà đế gơm củ đế luôn à. Hoành là 19. Củ đế đặt là 44. Chiều cao là 95. Tán ngang là 60. 10H là em giao lưu giá là 2,5 triệu em bao ship. Nghe rồi, 2,5 triệu một cây cúc thọ hương hàng vàng mùa. Đế là nó gồm củ đế luôn cô chú anh chị. Đế đẹp hả? Rồi, 11H. 11H cũng là một cây cúc thọ hương tàn thông, thân lắc nha cô chú anh chị. Thân lắc luôn, có củ đế đẹp luôn nha. Cây này mình ghép và đều tàn luôn ạ. Đang đâm tược phát triển mạnh luôn à. Hoài là 18. Trời, có củ đế nở luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là 101. Tán ngang là 57. 11H em giao lưu giá là 1,7 triệu em bao ship. Dạ, 1,7 triệu một cây cúc thọ hương tàn thông nha cô chú anh chị. 12H là một cây cúc tây hy, cũng là hàng già mùa luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thân thì lắc lượng tàn bông thông. Tây hy thì nó 5 xăng đến 6 xăng ha, bông to. Càng già mùa bông càng to nha cô chú anh chị. Hoành là 14,5. Có củ đế nở luôn đó cô chú anh chị. Chiều cao là 86. Tán ngang là 51. 12H cúc tây hy này em vô lưu giá là 1,4 triệu em bao ship. Nha, 1,4 triệu. Mấy cái chọc kép này kéo nhựa liền lạc hết trơn rồi cho cháu chị ha. 13H. Đây là một cây cúc thọ hương hàng già mùa luôn, nó đang ra lá non mút ruột nha cô chú anh chị. Thân
ăn lắc nha cô chú, người ông chủ đó ha. Hoành là 15,5, chiều cao là 75, tán ngang là 58, 13 hát này em giao lưới giá là 1,2 triệu em bao ship. Dạ, 1,2 triệu. Mười ba hai mười bốn hả? Đúng là một cây cúc thọ hương hàng già mùa luôn nha cô chú anh chị. Dạ, một em dán lông rất lượng luôn ha. Cổ đế cũng bự ha. Hoành là 22, cây này thì tàn tròn đều ha, chiều cao là 90, tán ngang là 63. 14 hát này em giao lưu giá là 1,9 triệu em bao ship. Dạ, 1,9 triệu. Cây này tết này nó còn ra thêm 2 ba cơ độc đó nha cô chú anh chị. Dạ, 15 hát, một cây giả Phú Tân, hàng ghép cấp nhớt, 4,5 nha cô chú anh chị. Dạ, lùng lực tàn kính nha cô chú anh chị, à, gốc nó liền luôn ha. Dạ, xin số đo luôn nha bà chú. Hoành là 8, chiều cao là 43, tán ngang là 49, 15 hát em giao lưu giá là 400 em bao ship. Rồi, 16 hát là một cây giỏ hũ đất hàng ghép gốc nhớt 4 mùa nha cô chú anh chị. Cây này củ đế nở mà liền trọc ghép luôn rồi cô chú anh chị. Hoành là 10, chiều cao là 55, tán ngang là 58, 16 hát giao lưu giá là 450, tàn còn đều luôn rồi ha. 17 hát, 17 hát, một cây lâu chưa ta? Dở hũ đất hàng gần ghép cốt nhớt 4 mùa luôn nha cô chú anh chị. Hàng này thì em có số lượng lớn nha, cô chú anh chị nào mua nhiều thì sẽ được giá ưu đãi khác ha. Cứ liên lạc trực tiếp với em via Zalo hoặc là số điện thoại. Hoành là 11, chiều cao là 59, tán ngang là 48, dở hũ đất 17 hát, giao lưu giá là 450. Đây, cái cây nó tàn tròn đều luôn hết nha cô chú anh chị. Tám hát là một cây giả hữu đức ghép cốc nhớt hàng già mùa nha cô chú anh chị. Hàng này là cô chú anh chị mình về trồng đất là có cái củ đế hình quái quái ha. Rồi em xin số đo luôn bà chủ ơi. Hoành nó tên đây là 8, củ đế là 18, chiều cao là 53, tán ngang là 41, 18 hát em giao lưu giá là 400 em bao ship. Dạ, 19 là một cây giả hữu đất kém tốt nhất 4 mùa nhưng cơ chứ anh chị, tàn đều hết trơn rồi nha quý cô chú. Đế này cũng đế luôn ha, tàn toàn đều luôn ha, mà nó thầm lầm mấy máy đừng đo luôn. Hoành là 12, chiều cao là 59, tán ngang là 55, 19 hát giao lưu giá là 400 em bao ship. Đây rồi, 20 hát cũng là cây giả hút đất ghép gốc nhớt hàng 4 mùa luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng liền lạc hết trơn rồi, không thấy chọc ghép luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 8, chiều cao là 55, tán ngang là 55, 20 hát này em giao lưới giá là 400 em bao ship. Dạ, 21 hát là một cây cúc không nhị hàng già mùa luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn nó ra thùm lum, lúc này về mình lấy được nhiều bo nha. Đây, đâm tượt quá trời luôn.
Cái này mình ghép được hai chậu ghép nha cô chú anh chị. Rồi. Quần là 12. Chiều cao là 40. Nán ngang là 46. 21H trong Zalo giá là 400 em bao ship. Cúc không nghĩ Hoàng Quyết Long nha cô chú anh chị. 22H là một cây cúc đại đó, hàng già mùa nha cô chú anh chị. Dạ, cây ghép phơm tàn thông nha cô chú anh chị, phơm cao luôn nha. Có cái củ đế đẹp lắm nha. Thân thì lắc dặn cái con này rất là gắt luôn ha cô chú. Hoàn là 20. Chiều cao là tầm 137. Tán ngang là 65. Đại đó 22H trong giao lưu giá là 2.200.000 em bao ship. Dạ 2.200.000 nha cô chú anh chị. Cái này hàng già mùa luôn ạ. Chọc ghép lớn đều tàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi 23H. Đúng là một cây cúc đại đó, hàng già mùa luôn nha cô chú anh chị. Cây này chơi với cây nãy anh cặp được ok hết cô chú anh chị. Thân lắc phong cao tàn thông luôn nha. Mấy cái chậu ghép nó liền hết rồi ha. Cái thân nó có ngấn luôn á cô chú anh chị. Hoành là 18. Chiều cao là 107. Tán ngang là 45. 23H em giao lưu giá là 1.600.000 em bao ship. Dạ 1.600.000 một cây cúc đại đó nha mẹ. 24H là một cây cúc thọ hương. 24H một cây cúc thọ hương ha, hàng già nhà mùa nha cô chú anh chị. Cái tàn ở dưới nó da tròn đều hết luôn rồi nha. Quá từ cái tàn luôn nè. À, cũng là hàng già mùa ở trong luôn ha. Gọt ghép lớn nha cô chú anh chị. Cây này về để Tết chơi đẹp bông là đẹp lắm nha cô chú anh chị, bao là hoành là 21. Dạ, đế củ nở nha cô chú. Củ đế là 45. Chiều cao là tầm 1,5 m ha. Tán ngang là 83. 24H em giao lưu giá là 3 triệu. Ở đây có cái lũa có chút xíu nha. Em xử lý cho cô chú anh chị ha. Rồi 24H giao lưu giá là 3 triệu em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Ở cái tàn ở dưới đây nó tròn đều đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây luôn nha. Tâm H là một cây cúc thọ hương, hàng già mùa đôn tàn luôn nha cô chú anh chị. Dáng lắc lượng luôn ha. Cái nhựa mạnh luôn cho các anh chị ha. Hàng này thì em đang rong lá nách chứ thật ra là nó tàn đầy luôn nha cô chú anh chị. Chừng cỏ chừng tháng sau là tàn nó tròn đều luôn nha. Có củ đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 20. Củ đế đặc là 42. Chiều cao là 124. Tán ngang là 75. 25H này em giao lưu giá là 2.600.000 em bao ship luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi mã số 26. 26H cũng là một cây cúc thọ hương, hàng già mùa đôn tàn luôn nha cô chú anh chị. Cây này dán cực tàn thông luôn ha. Nó đang phát triển rất là mạnh ha. Lá nó chà bá luôn. Cây này về mình để dưỡng cho Tết là tàn thông bông nó ra đẹp lắm nha cô chú anh chị. Mà cắt cái nó trật mạnh luôn ha, như một cây thông luôn. Hoành là 26. Dạ, cây này nở củ đế luôn ạ. Chiều cao là 142. Tán ngang là 85. 56H đệm giao lưu giá là 3.600.000 em bao ship. Rồi đây cũng là cây clip của em luôn nha. Clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem hết clip em và đã ủng hộ em ở những clip trước. Em chúc cô chú anh chị mình sẽ chọn được một cây thích hợp với ý ạ. Dạ. Em xin cảm ơn. Em xin chào kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị ha.